Mau lên cá khôn quá ông nhỉ, mình phải đổi kế hoạch. Quả đây là vây xung quanh rồi là thả mồi vào dưới nhện nhện đã được một con chuột đấy, dí lắm. Quả đây mình chăng quả chia ra điệu bóng này hơi bị ok đấy. Quả này có người chạy đường chơi. Lúc này nó khổng quá. Thank you.
nhau thì sống làm sao được. Đây nữa, đây nữa. Mày chạy làm sao được. Ui gì nhé. Ui. Ai. Ui con này đang nuôi con. Tha cho mày nhé. Để anh đi bắt con trống anh ăn nhé. Em ít thịt lắm. Con này đứng gà ngon không. Thưa mình sẽ ướp mắm muối mì chín tỏi ớt. Xả. Mấy cả dầu. Đây. Cho nó ngấm gia vị xong rồi nướng nướng ra nướng như kiểu là nướng phải chế vỏ ống nó ấy, cái đầu đầu vỏ ấy đầu về ấy. Nhưng mà lần này để ý đâu ăn ngon lắm, nó có màu siêu to luôn, có màu tinh điển đấy. Ngấm chưa, ngấm chưa. Ngấm luôn. Thôi này cá cơm ra liền là mình lại tìm. Ngủ đấy rồi đấy. Cứ ngủ đi. Ban đi, ban đi. Thiên Nga là cái gì? Thiên Nga, đúng không? Súng lủi. Ui, xong. Chị điện đây rồi. Mày làm gì trong này đấy? Gà đây. Này, mua gà, ăn mãi gà không chán à? Quay cái cho anh chẳng chẳng mà làm. Nướng nó bị ngon này, anh tưởng à? 300 nghìn mà tí mà không ăn được thì tao giết bỏ nhá. Sao chán đó, được? Gà đâu? Ở dưới ấy. Em ngồi một lớp cá này. Lên rồi. Ông sao nào? Một lớp than có lên rồi. Đấy. Đâu? Đây á? À? Đây. Cái bọc giấy bạc cái ném đúng mà. Mày có bọc kỹ không đây? Kỹ. Thì nó mà cháy thì thôi đấy nhá, thôi được rồi, kệ nó. Thôi cứ để đây. Thôi tạm chấp nhận. Tạm chấp nhận thôi, cái đỉnh này anh ạ. À. Chín rồi gọi nhá. Ok. Nằm. Nghỉ ngơi gì đó. Anh lại ngủ được tiếp rồi. Có một từ 10 giờ trước đến 10 giờ hôm sau. Bình thường. Trời. À, thơm thơm này anh ạ, thơm lắm rồi. Úi xồi. Tôi lấy thế nào lên được? Được, lấy cái kẹp. Lấy cái gì đấy? Đấy. Đến đây lấy được à? Đấy. Đấy. Úi xồi. Mang ra đây khui anh ơi. Đi. Úi đây này, đúng rồi đấy. Nói chung là hôm nay Mao đệ nó làm đầu bếp không biết như thế nào, bây giờ khui hàng á. Ngon không, ngon không, ngon không. Ui, cháy ôi. Cháy đâu mà cháy. Không cháy mà lại. Không cháy. Cháy thì cái giấy bạc này nó phải cháy rồi. Bên kia là tao đố mày đốt cháy được giấy bạc đấy. Mày em không... đốt được thì sao? Nào. Mày không thấy hôm đầu bê cho vào lồng rơm nóng thế nó không cháy được đấy à? Không cháy đâu, không cháy đâu. Ôi chà. Ui, ui ngon luôn. Không cháy. Ngon thì cháy gì. Nói chung là tạm được. Tạm được. À mà anh ấy. Hả? Anh cho thêm em 200 này, em không có công. 200 gì? Ý em mua con này 301 là thiếu 10.000. Mày mua ở đâu? Mua ở ngoài. Ngoài nào? Mày cho em 200 này. Không mua ngoài nào? Đấy. Thì tao ra này tao trả. Ôi anh em mua. Thôi tao trả riết. Em mua anh mua mà trả. Thì đúng này. Wow. Thế thì anh em không được công à? 9 vâng ạ. Ok đấy. Nói chung là thử để ăn xem thế nào đã. Ngon thì cho nhé. Ừ. Ăn ra tiền đấy. Ăn thử xem thế nào đã. Ngon quá rồi đấy. Wow. Đấy, cho em. Được, tặng được. Anh xeo của cái gì?
cái chân này gì em? Đấy, cầm lấy, cầm cái chân nó xẻ bỏ. Mà này. Mua gà làm gì nhà tao thiếu gà đâu ra mà bắt. Thế thì em biết thế em mới ra em bắt. Giống đầu đuôi à? Mà gà nhà anh Khôn của sư đà. Em chuyển mấy chỗ chuyển xuống đây nó bắt đầu. Nó mới lại cái chỗ nó hay ăn nó mới. Bắt kiểu gì đấy? Bắt kiểu gì đấy? Em lấy cái dính chuối em dính. Tôi lại bố dính chuối mà dính được gà. Đang ngủ á. Cái gì? Cái một cái luồng tròn này nó đặt đuôi trong này vào dính. Này, dính vào gà nó chạy mất dép, bắt được nó. Thì chạy đi, nó chạy công suất chậm hơn thì em đuổi được. Được. Nó vướng này. Chắc lại vào chuồng bắt cái gì. Ở chuồng nhà anh có bắt được đâu. Với tất cả mọi người nhá. Với cả mọi người nhá. Chạy. Nướng kiểu này, nó. Mất nước nhỉ? Không, không mất nước. Tức là giấy bạc bên ngoài nó vẫn đấy nhưng mà bên trong vẫn có thể cháy nha. Giấy bạc thì đốt không cháy được. Nó đệ học lỏm của mình từ hôm mình nướng đầu bê á. Nhưng mà không thành công. Đóng á. Đó là nướng gần máy á. Ừ? Thôi là lúc em bắt con dính con gần máy nó. Mà nó nuôi con. Người. Ở đó. Ừ, nó ngay lại ok hết. Ngay lại nướng thử á. Dính được không? Con nướng tàu á. Nói chung là tạm được. Tạm được. Rất học hỏi. Wow, cười. Anh ý. Tạm được thì được tiền đấy. Tiền gì? Tiền anh tiền thưởng. 300 nhá, mày lấy 300 rồi tao cho 300 đúng không? Gà nhà tao. Hả? Thì mày mất cái tiền gì? Tiền alpha C. Tiền gì? Alpha C. Alpha C là gì? Alpha C. Thì là tự nhiên có vị rùi ở mỗi gà đấy. Mày thiếu đấy là vào trong chuồng lên tổ nó ấp bắt thiếu gì? Ấp cái bọn đấy nó gầy. Gầy. Mới làm sao bắt được cả trứng to này mà ăn. Ý. Rồi nói chung là cho 300 về đút lợn với nhau hôm nào để moi. Tại chân đi còn có 200 thôi. Hả? Còn có 200, 300 hả? Thì anh không tính tiền mua kẹo này, mấy cả tiền mua băng dính rồi. Thì mày tiêu rồi thì mày lại bảo tao kìa. Hoàng mới rồi. Con to ăn xuống này.